hiện tại kinh phí máy ấm đã hết sạch, thì đến đây là các bạn cho số tiền này rất là cảm động, không nhận số tiền thì rất là cảm động. Và rồi tôi nhận ra rằng những khó khăn này càng làm tôi thêm yêu cuộc đời và thắp sáng niềm tin trong tôi. Hi, xin chào mọi người, lại là Ali nè. Ở đầu clip đó là cô Hương, mẹ của các con tại mái ấm hoa hồng nơi nhận nuôi các con đã bị bỏ rơi từ lúc sơ sinh. Có nhiều người cũng thắc mắc là không biết lương tháng này làm được bao nhiêu mà thấy đi thiện nguyện suốt đúng không? Trời, easy game luôn. Không cách này thì bằng cách khác, giống như kỳ này lại bắt lại quần áo cũ của mình rồi dùng cái khoản đó bỏ vô quỹ cho các con. Nhưng riêng chuyến đi này là không thể không nhắc tới các anh chị em cũng như là đồng nghiệp của Lì đã phát tâm giúp đỡ cùng nữa. Vì quần áo là thứ mặc ngoài da nên Lì đã chọn vào chợ bỏ xỉ để mua được giá hời hơn. Không phải là làm thiện mà còn tiết kiệm đâu. Thực tế là mái ấm chính thức đã được sửa chữa hơn 3 tháng nay. Các con thì đang được phân bổ ở ké nhiều nơi. Lì biết mái ấm đang rất cần kinh phí hơn, vậy nên Lì sẽ cân nhắc sao cho hợp lý nhất. Còn đối với sữa thì Lì vào đại lý uy tín có kim định mà mua, vì đó là thứ nuôi dưỡng các con mà. Một điều mà mọi người nên lưu ý nè, khi muốn mua sữa chúng ta nên gọi điện cho cô Hương hỏi là các con cần và đang theo loại sữa nào trước. Vì con nít khi còn quá nhỏ mà nó uống nhiều loại sữa khác nhau thì rất là dễ bị ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, nên là chúng ta phải tinh tế nha.